Nhớ em không? Nhớ. Nhớ em tên gì nè? Em tên là Thi. Em là Sâu Ly nha. Em bữa nay là em có dịp đi chung với mấy anh Kha với anh Nhiệm với mấy anh đồ á, là em đi công việc về với anh em. Đúng rồi. Mua đồ ăn nấu nướng cho anh với mấy anh em ăn luôn nha. Dạ, cảm ơn. Nấu canh chua. Canh chua. Tại sao hồi nãy anh Kha điện trước rồi có nói gì đó? Mua cái nồi gì phải không? Đúng rồi. Mua chưa? Có mua nồi rồi. Hồi chút xíu ra, giờ đi vô dẫn em vô chỗ đi nấu đây. Nấu ngoài đây. Ngoài đây luôn hả? Nấu củi luôn hả? Nấu củi. Em chỗ tay nấu củi luôn nha. Có củi nấu không? Có sắc mé nè. Sắc mé luôn. Nay sao mặc đồ sexy dữ hả? Trời ơi, nhìn mà ganh tị không em. Nếu mà ngày mặc vậy chứ ngày mặc vậy tối còn sexy nữa. Đâu rồi. Nghe. Sexy rồi, đừng. Nghe anh Chí tối ngủ là mát lắm á. Chuyện đó là chuyện vừa chiếu nên là cái đó là cái mồm với chiếc chiếu biết thôi chứ mình đừng có bày tỏ ra mọi người biết mắc cỡ lắm. Rồi em kiếm gì vậy? Dạ, em kiếm cái gỗ á. Đây cái gỗ mũ đâu đây? Đây nè. Cái gỗ hả? Bữa nay anh Chí được người đẹp vô nấu ăn luôn ta. Hiền quá. Cảm giác sao Chí? Cảm giác sao? Cảm giác phải tê tái trong lòng. Sao các bạn cũng tê tái vậy trời? Rồi ví dụ như anh nấu cơm cho em ăn, em có tê tái không? Tái tê à. Còn nữ tê tái à. Nam tái tê. Tái tê là sao? Em nói em có không hiểu luôn. Dạ nấu cơm khéo quá ha. Cơm cháy đồ ngon kìa kìa. Này thêm đốc cơm luôn á. Đốc lửa cho hai nhiều chút rồi. Anh em đốc lửa. Chí là làm đồ ăn là bá đạo quá. Nổi tiếng làm đồ ăn mà. Mua một ký, hơn một ký thịt kho là không có cần mà để sắt ra luôn, để nguyên một ký vậy đó, kho luôn hơn ký chứ. Cái nồi cũng đẹp quá nha. Sao mà nấu sao đen lên tới cái nắp dữ vậy? Nói chung mình sắc mé nó tạp lửa lắm. Trời ơi, nấu sao mà đen luôn đây hay dữ ta. Tại vì cái nồi này nó bà con với bao công. Dạ anh Chí là củ chụm không bao giờ hết ha. Đúng rồi, thì để đây cho bà con nào không có củ chụm em bà con lấy về chụm. Bữa nay anh lụm hay anh Chí? Nhưng mà lụm bà con bán nước mía đó. Dạ. Bỏ gom về đây để đây bà con nào không có sắp mía, không có củi nấu cứ ướt nhẹp. Rồi Chí, hỏi này, bữa nay có cái chị đẹp này lại nhà mình nấu cơm mà anh thấy làm sao? Quá hạnh phúc. Hạnh phúc lắm hả? Đúng rồi, hạnh phúc nó tràn trề luôn. Hồi đó giờ chưa có cô nữ nào nấu cơm. Giờ có cô nữ tới là quá hạnh phúc. Muốn ngày nào cũng có luôn không anh Chí? Muốn ngày nào cũng có nhưng mà chưa có khả năng. Mà nguyên chắc vậy là không có nguy hiểm mấy anh. Đúng rồi. Bữa nào em về em thử dặn anh thử bữa. Thì em làm thử đi. Bây giờ hết bệnh luôn phải không? Hết bệnh luôn. Nếu em mà đồng ý thì Ly sẽ lên nấu cơm cho em ăn hàng ngày, em chịu không? Thôi người ta còn lo cho chồng con ta nó mà. Nhưng mà ta sắp xếp được thì sao? Ấy đầu, anh thử cái đầu mà. Thì em nói gì anh mắc hứng sao? Mắc không muốn em. Anh muốn em làm em gái của anh ở đây nấu nướng cho anh ăn. Trời ơi, tao biết chi không, có chuyện nghe, biết muốn làm em gái nữa. Bình thường đó vậy, muốn làm em gái của anh rồi. Trời ơi. Chứ bây giờ anh chưa nghĩ đến chuyện tình duyên em ơi, em thông cảm ha. Trời ơi. Có thẹn với lòng không, có thẹn với lòng không? Anh lấy cái chai nước ra ra, đang em làm lại nước này cho anh. Anh Chí này cũng tự tin quá ha. Thông cảm đi em hả? Đúng rồi, thông cảm em ơi, tại vì anh chưa có muốn lập gia đình. Anh muốn em làm em gái thôi à. Được gặp em, dặn em tới giờ còn nhớ nha. Nhớ chứ. Nó bấm nhau thôi, nó bắt đại lên. Em bắt đại lên đi. Anh là bạn của ông Táo mà. Gì thấy rồi, nó đang lên tới trên luôn mà. Thế bất ngờ quá, xin lỗi nha. Dạ không gì. Phải có hứa hẹn chứ, ra chùi cho nó bóng. Em mấy em vô tình đi công chuyện về. Dạ. Cái nhắc tới anh, cái em mới nói thôi vậy đi ghé anh Chí đi. Tại vì hổng em ghé mà em nói chuyện được nhiều đó, ghé nấu cơm mấy em mà. Sẵn ghé nấu cho anh ăn luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ. Mày cưa dao nó bén lắm. Cưa đi. Chứ dao bự anh như lưỡi cưa vậy đó. Chặt mấy cây dê ra đường ghét. Bây giờ nói là lưỡi cưa mà không phải dao. Vui không Trí? Quá vui. Vui mà trong lòng nó hơi hổ thẹn. Sao vậy? Tại vì không có ba cái đồ. Vậy là cũng được rồi em. Cũng được nhưng mà em e thẹn. E thẹn giống như gái vậy. Rồi sao đây Ly ơi? Dạ, ôi nhớ tên em rồi ha. Rồi nhớ gạnh này, tại mới nãy cái tiếng Thi với Ly đó. Nó hơi lộn không? Nó có lịch sự không? Vậy đi, hồi đang em rửa rau rồi luôn. Dạ, cảm ơn.
Bây giờ cái này anh có nước còn nước không? Nước thì xách đi xong. Chị xách đại đi, em rửa rồi, rửa nước kia lại. Thôi nè, rửa đại nước này đi em ơi. Thôi, để hồi còn nấu canh nữa anh ơi. Nấu canh hả? Ừ, để hết đó. Ấy thì gần hồi em rửa sơ cái đó lại em mới nấu. Sang mà. Cái số nghèo nó bám hoài, nó chung thủy lắm. Nghèo giàu đâu quan trọng. Quan trọng là mình thương yêu người ta thật lòng thôi. Đúng rồi, nhưng mà anh nghĩ anh cái nghèo nó chung thủy quá em ơi, chưa có tiền lo cho em, bây giờ anh chưa dám bước đến hôn nhân. Khi tôi sinh ra mang được hai đứa con nhà nghèo á. Đúng rồi. Người ta kiếm vợ đi rồi bắt quá hai chồng cùng làm cùng ăn chứ đâu sợ. Nhưng mà anh mặc cảm cái vụ anh phải lo phải không? Có vợ phải lo cho vợ phải không? Không phải là lo cho vợ, tại anh mặc cảm cái nghèo đây em ơi. Bây giờ không dám tỏ tình với cô nào đó. Tỏ đại đi, nhiều khi nhiều người ta đâu có quan trọng chuyện nghèo giàu đâu. Vì người ta thấy anh đẹp trai, người ta thương anh cũng chừng nữa. Nhiều người ta thương thầm mà ta không dám nói đó. Nhưng mà anh nghĩ thời nay phụ nữ là cái gì cũng vì tiền, không có tiền là khổ cho em. Em cũng phụ nữ đó nghe. Nói hồi coi chừng dính em thì em giận á. Em không có ham tiền đâu nghe. Thì ông anh tiền nói rất là quan trọng đối với em. Nhưng đó mà em có nô lệ nó đâu. Được nhiều đó. Khi tình cảm là nó quan trọng hơn nữa. Nói phụ nữ đang vì tiền mà đang lo cho chồng con. Bây giờ anh không có tiền để đưa, anh đâu có dám ngỏ lời với cô nào. Nè giờ phụ em cái nè, cho em miếng nước 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 sạch ở đây, đang em rửa cá là em mới dám nấu ăn nè. Em làm cái ruột mổ hết nha. Ngồi cái ăn rồi ít thôi. Ngồi bằng rồi được rồi đó. Hai cái bình nước luôn á. À kiểu này hồi về có, rồi lúc hồi em về anh ngồi anh có khóc thầm không? Trời ơi trời, nay nấu cơm hết mắc mẻ hết hai thùng nước rồi. Trời ơi. À, làm có một bữa cơm cho mình ăn mắc hết hai thùng nước rồi. Không em ơi, anh giúp đỡ cho xã hội hai mươi mấy năm nay đó. À anh còn không tính gì phải không? Ngoài hai mươi mấy trăm tỷ rồi đó. Trời ơi, bao nhiêu lần? Hai mươi mấy ba trăm tỷ luôn á. Vậy hả? Mà anh không kể. Không lẽ các vị đi giúp đỡ cho bà con mình có hai thùng nước này, không lẽ mình cãi nít coi mình ra gì. Rồi lấy nhớ lấy đường, bột ngọt chứ muối nha, có nước mắm cũng được. Rồi, có đầy đủ hết hen. Đủ đem hết đầy đủ đem làm. Còn có làm thiếu nào ăn đỡ lớn cũng được. Chủ yếu là tình cảm hen. Nhưng mà mình làm mà phải ăn cho nó ngon. Chết cha rồi. Lấy em làm dở rồi sao có ăn không? Dạ làm dở ngon gì cũng mình tự bản mà. Bà con ngộ độc dịch là cũng nồi cơm điện không chắc nước đó. Bây giờ đâu dám ăn ngoài quán. Thiệt cái nước cơm là cái con dịch cứ biết thời nay đó. Bà con né nhà không né chịu vậy thôi à. Chứ đây đâu có bắt buộc. Hỏi kiếm đi, nước mắm em có để rồi kìa. Thầy bưng ra chỗ trước dọn đi rồi kiếm anh em ăn. Chị? Để ra thịt không? Không, bây giờ tim nó hết đập rồi. Không đập loạn xả nữa ha. Đúng rồi, tại giờ đó cái chén nước mắm nè anh. Em để sẵn đó nha. Vô chén luôn kìa. Đây bây giờ mình chưa có tiền lo cho gái, bởi vì không có nghĩ đến gái nữa. Vô chén kìa. Mới thấy luôn đó. Mới thấy cái mâm cái này đó. Tôi nói vậy là chơi nguyên chắc vậy cho nó mau. Nhập gái không còn miếng. Cái bữa này mấy anh em ăn bữa cơm kiếm vui lắm ha. Lâu lắm thì mấy anh em mới được hội ngộ đây. Bây giờ cái số nghèo quá à, chưa đến gần phụ nữ để bẻ măng hái đào được. Là bây giờ đừng nói phụ nữ nôn. Chịu không nổi à. Chịu không nổi. Rồi vậy thôi anh bưng nồi canh đi, em bưng nồi cơm. Rồi, ok. Rồi. Để xong than khổ nữa kìa. Rồi đó, đầy rồi đó, em bưng từ từ đi, thôi đổ đó nha. Rồi. Bưng đi em bưng nồi cơm. Rồi hai anh bưng cái đó đi, em bưng này. Rồi bưng đó đi. Bưng từ từ nha. Rồi ok. Cả giờ học mít anh làm gọn lắm rồi, không có dấp học mít đâu em. Không dấp học mít hả? Ừ. Rồi. Mình dọn dẹp kỹ lắm. Cái ly nấu nồi canh ngon không chí? Quá tuyệt vời. Cắt trên đọt không vậy hả? Rồi cắt đọt, hai lá trên đọt cho nó sạch. Đọt kia sạch hơn. Đợt cái lá cuối lên, đúng rồi. Có lấy lao không? Dơ bụi không á. Cái này có cái này nó có gì đâu. Vũ rồi, ba nhăn nhện đâu bay hết thì nó nhăn nhện đồ chơi vậy thôi. Nó gọn nhẹ quá em.
Bây giờ em... đi làm chơi rồi chừng nào không có tiền cưới vợ trời. Bây giờ anh đâu có nghĩ vợ con gì em ơi. Thì tới chừng nào mới nghỉ, nay nhiêu tuổi rồi? Chừng nào có tiền rồi mới nghĩ đến vợ con, bây giờ 44 tuổi rồi. Thôi ơi, rồi chừng nào có tiền? Chừng nào có biết à, còn có trái túi. Tới đó già rồi cưới vợ về làm gì được? Thì đó anh có nghề ở ngoài quận 2 Cát Lái mà, đại cậu có chồng có hai đứa con đi, mai mốt ra hốt mẹ con cô về nuôi luôn. Trời, chồng tao quýnh chết à. Thì mình nói đây là người yêu của tôi tại ông hốt, bây giờ ông ăn rồi cho tôi đổ vỏ. Trời ơi trời, thôi ơi đừng có dạy dột vậy nha, thôi đi đây người ta kiếm mấy cô nào chưa chồng đi. Ông mà anh muốn vô có lời à em ơi. Thôi không được. Để cậu có chồng đó, có con. Thôi giờ mới ráng làm kiếm tiền để dành mới đi kiếm chừng cây vàng đem chỉ cho mấy cô chưa chồng cho cưới. Rồi vậy anh cảm ơn. Vậy nha. Rồi ok. Kiếm được cây vàng được rồi khỏi 1 tỷ. Rồi đi làm mấy năm nay mấy tỷ còn được mà. Rồi nói cây vàng tốt cả trên trời nè. Chứ không phải trên đầu cục liền. Đi coi được cơm chín chưa? Nã anh đốt cho anh coi. Wow, đầy nhóc luôn rồi. Cái này là chín rồi đó. Mới nay không chín xẹp lép, bây giờ chín nó nở bung nồi luôn. Đã biết giúp đỡ cho hết mình vậy bà con. Mình thương mến lắm. Thương là thương sao? Thương là cái tình nghĩa đối với bà con quá cao trọng. Có nghĩ gì khác hơn không? Không. Bây giờ cái nghèo nó chung thấy rồi, không có dám nghĩ đến phụ nữ. Nếu như mà trúng số, trúng số là có cưới thi không? Thì nếu mà thi cho cầu hôm là cầu liền. Vậy đó ha. Cầu hôm xong rồi cầu gia đạo vô chùa luôn. Là trời chứ vậy rồi về để người ta lại ở một mình với ai? Ừ. Còn hôm ta xong cái đi vô chùa rồi thì ở với ai? Không, tại anh nói rồi đó, nếu mà thi không bằng lòng thì cho anh kết hôn á thì anh sẽ cầu về đạo. À, cầu hôn chịu thôi à, còn không chịu là giống như là Điệp với em này, Điệp chứ này gì anh Chí thi không chịu là Chí cạo đầu đi tu. Cạo đầu đi tu giống Lan vậy. Chưa mà thôi để về bữa đi thi xuống đi rồi mở lời thử rồi sao? Không có mở lời rồi. À, rồi hả? Rồi nói gì? Thì nói coi như là người anh vậy thôi. Rồi vậy là có hy vọng nữa không? Thôi vậy kệ đi. Khi mà mở lời anh cứ mở lời như thế nào? Thì mở lời nói thì anh thân em của anh muốn là chọn đời bên em. Cái thì mới trả lời câu ngọt ngào. Nói em coi anh như là anh ruột của em vậy, mới giúp đỡ cho anh. Rồi. Rồi lúc đó là cứng họng luôn hả? Cứng họng. Hết nói gì đúng đúng không? Khóc có khóc đêm nào không? Khóc thầm. Rồi đi ban đêm hả? Rồi nay đỡ chưa? Đỡ rồi. Thôi kệ đi. Ờ, có em gái được rồi, đã nói là cả cuộc đời hy sinh cho sự nghiệp, cho xã hội gì đó, làm giá đường gì đó, rồi từ từ. Nói chung anh nói em nghe nè Chí, tại vì cũng rất là nhiều anh chị em trên mạng nói em là sợ nhiều khi em thất tình vì cái người đó đó. Nhưng mà mình nghe, bây giờ mình nghĩ lại mình là thôi bây giờ mình lo cho cuộc sống hiện tại của mình đi. Đúng rồi. Khi nào mà có cái duyên á thì nó sẽ đến. Còn hiện tại thì em đừng có nghĩ đến nhiều cái người đó quá. Nha. Đúng rồi. Nhiều khi mình nghĩ cái người đó quá rồi cái mình giữ cả tin nữa. Bị bệnh lâu năm mà giấu á. Đừng có nghĩ đến gì đó nha. Vì nói chung là gái rú bây giờ là em không có nghĩ tới nên. Chỉ nghĩ đến mặt xã hội giúp đỡ cho bà con tối ngày vậy thôi à. Người nào có tiền mới dám nghĩ đến gái rồi lo cho mặt xã hội đầy đủ luôn. Bây giờ thi thì để bên. Đúng rồi, thì đó thi là em coi như là cô em gái của em vậy thôi. Đúng rồi. Vậy là tốt rồi. Tụi vui vẻ ha. Đúng rồi, vui vẻ. Rồi mốt coi em gái thì em gái mà mỗi đứa em gái lên nấu cơm cho ăn mỗi ngày. Đứa nào cũng em gái hết trơn á, lên nấu cho ăn. Không, nhưng mà anh ngại lắm Ly ơi. Vậy sao ngại? Anh mắc cỡ. Trời ơi trời. Thì dám tỏ tình ta mắc cỡ. Là Ly lại nấu rồi nè. Lần đầu tiên. Đúng cái rồi. Lần này không ngại nữa thì lần sau không bao giờ ngại. Đã quen rồi. Quen rồi. Đúng không? Mắc cỡ quá. Thì nếu mà em nói mắc cỡ thì em phải ở sạch sẽ. Ngăn nắp thì em người ta lại ta khen em thì em đâu mắc cỡ đúng không? Không, ông khoái cũng chết rồi, ông xạo ông. Đừng có vậy mà người ta dụng ta chùm mép. Trời ơi là trời. Thôi vậy mai mốt em lên nấu cho anh. Mà cũng giống như Thi vậy đó, cũng coi giống như anh là anh ruột gì đó, chứ đừng có suy nghĩ gì, vui vẻ tươi tươi. Có mà đồ ăn em múc lại chăm sóc, vui rồi ha. Quá nhiều đứa em gái luôn á. Mà chứ em không sợ gom gần lửa nó cháy sao? Không có cháy gì đâu. Không, em anh ơi, không anh Chí ở đây ghế sau. Nên nếu có cháy nhảy xuống. Không xong. Thấy đồ. Xong đây là bình. Nói em nói vậy cho anh vui vẻ. Đúng để rồi. Nhiều khi giống như bữa nghĩ chị Thi vậy rồi buồn. Bây giờ không đúng nghĩ rồi. Gì nữa. Vui ha. Vui ăn uống vui cho chính. Vì em ở đây một mình. Rồi đúng cái rồi. Cuộc sống của em thì rất là khó khăn, giống như là em tự ti về cái cuộc sống của mình. Đúng rồi. Nên là mấy đứa em ví dụ như là Song Ly nè, rồi Thi nè, muốn lại tiếp cận em để cho em không có mặc cảm với xã hội. Đúng rồi. Để cho em
sống sạch sẽ lại chút xíu. Rồi, sống sạch sẽ lại ha, chứ em mặc cảm quá anh ơi. Vậy giờ, từ từ mình không còn mặc cảm nữa. Dạ. Đúng không? Mà cái nghèo nó chung thủy với em mình rồi. Mình không có cái suy nghĩ cái nghèo, nghèo không quan trọng. Người ta nói là nghèo cho sạch, rách cho thơm, nhớ không? Đúng rồi. Nghèo, mình nghèo phải ở sạch, mình mặc cách, mình giặt cho nó sạch sẽ, thơm tho, không có gì là phải buồn. Đó là vậy là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà anh mặc cảm cái nghèo quá nó liền. Không, mặc cảm em cũng nghèo gan anh vậy. Mặc cảm là cái gì biết không? Em mặc cảm cái ở giờ. Nếu như em ở sạch là em không có mặc cảm nữa. Đúng không? Còn nghèo thì biết bao nhiêu người nghèo, có hàng trăm, hàng triệu người nghèo. Đó, đâu phải riêng mình nghèo, nhưng mà mình làm sao mình ăn ở sạch sẽ là được. Đúng rồi, thì hạt sẽ phải làm cái nó theo Thuy làm như vậy mới được. Không được dây dây nữa. Đó thì rồi, nhớ là phải quét, dọn, rửa gái y gan vậy hoài nha. Đúng rồi, thì làm bông lưỡng như vậy đó. Mấy anh em đây là tạo cái cuộc sống cho em nó sẽ ổn định hơn, sạch sẽ rồi. Sau này mà biết đâu có duyên mình sẽ cưới được người vợ sao? Nếu em ở sạch là biết đâu là tơ hồng sẽ đến với em đó. Còn ở dơ là không được nha. Tại vì gái, những phụ nữ không có thích cái người đàn ông ở dơ. Dù còn đứa em vợ nè. Đúng rồi. Đó, bây giờ mình phải ở sạch. Ngày nào mình cũng phải quét dọn cái chỗ này nè. Đúng rồi, em làm cho nó bóng. Ừ, cho nó bóng lưỡng luôn nha. Bóng phải bóng lưỡng mới được à. Dạ, ok. Mà nếu mà em, anh nghĩ anh có vợ là anh không cho mà nặng tới ký nữa. Bao nhiêu số hả? À? Nửa ký về số gì thì bán. Quá trời, thương vợ quá trời. Cưng vợ không? Ba không cưng là cho bán ký luôn rồi. Chí Chí nói vợ, như Chí thương vợ. Tại vì xưa giờ là Chí chưa có gia chạm với một người phụ nữ nào. Quá chính xác. Tại vì câu này em nói nhiều hoài. Còn điên không? Nguyên Si chưa khô thùng. Nó mắc cỡ mà trước mặt em dám nói gì luôn hả? Không ngại hả? Mắc cỡ luôn hả? Không, nãy giờ anh nói anh trai rồi. Trời ơi, anh trai luôn rồi. Vậy đâu có mắc cỡ gì đâu. Dạ, chưa mắc cỡ rồi. Chứ đó em biết anh đi chơi với băng của quách què tám đáo với tám được rồi ở trong kinh biết rồi đó. Em biết rồi đó, ăn nhậu đó không có bạn gái. Người ta bạn gái gần gần nó có hả? Không. Người có BD không? Không. Phải đàn ông không sao không quen gái? Tại vì hồi đó giờ anh nghĩ rằng phụ nữ mà mình đam mê cái đó mình mang cái tội nặng lắm. Từ nào cưới hỏi về mới làm cái vụ ăn à, đó hiểu rồi đó. À, thương ha, thương phụ nữ ha. Đúng rồi, anh không có ở ác ha. Bây giờ mình đi ở cô đơn ha. Phải ở ác giờ là đâu có cô đơn đâu. Quá vậy. Hồi đó anh kêu đi chạy đi mua cái thuốc cục kẹo cũng dẫn chạy đi mua cho anh. Chưa ai. Phụ nữ á. Bạn gái. Gái á. Nói anh hết thuốc rồi em ơi. Đi mua cái thuốc cho anh đi, chạy tay tay. Nhưng mà không có đụng chạm gì người ta hết trơn á. Không đụng chạm, chạy khổ người ta. Nó giữ. Nhưng mà bữa em nghe em nói là em có hung cái người nào đó mà. Bữa em nói có hung ai mà. Có hung. Phụ nữ nào đó. Hung cái cô bạn gái. Hung thôi chứ không có bẻ mặn hai đầu. Bẻ mặn hai đầu là gì em nghe nó hoài luôn. Có da chạm gì nữa không? Không, bẻ mặn hai đầu là trai gái da nhập nhau á. Ờ vậy ha. Tại mình nói lái gì cho nó né một chút. Cho nó dâm chương chút xíu à. Ngoài cái hung ra, mình có gia chạm gì cái người đó không? Không. Không có đụng gì luôn hả? Đúng rồi. Chỉ hung hết vậy thôi. Hung là hung bằng cách nào? Ví dụ hung môi, hung miệng hay là hung trán, hung má, hung bằng cách nào? Nói chung là hung toàn thân luôn. Trời ơi. Mình hung toàn thân thôi chứ mình đâu có gia chạm ví dụ kia. Lúc đó là sao? Trong người sao? Thổn thức dữ không? Quá nôn đi mà cũng không dám gán dằn. Sao nếu mà mình làm cái vụ ăn đó bẻ mặn hai đầu kiểu đó là tội nặng lắm. Nó trên là không dám. Gán cầm cự ha. Nhưng mà gán cầm cự. Rồi tối về ngủ có em ơi suốt đêm thao thức gì em không? Không. Sao vậy? Nó quên rồi. Quên rồi. Giống như mình muốn cho nó quên đi chứ không nhớ ha. Đúng rồi. Nhớ chịu nổi. Nhớ tới là chịu đựng không nổi. Nhớ quá sợ bung lụa ha. Đúng rồi. Mà ông nó bung sẵn hay đâu sao bung nữa. Vậy mà nói không có. Không, nói thiệt chứ đó giờ chưa gia chạm tới phụ nữ cái vụ đó. Chứ không hết vậy thôi. Có bao giờ ước ao không? Mà cũng chưa có ước nữa, tại nghèo quá rồi, không dám ước. Lúc mình bỏ chữ nghèo rồi đi. Mình phải sống cho nó giống như là mình phải vui vẻ, mình phải yêu đời lên, tự tin lên. Đừng có chữ nghèo nữa, nghèo em cũng nghèo nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là mình sống sao mà mình thấy vui vẻ, anh em bạn bè như mình đi làm. Anh đi giá đường vậy là mình cảm thấy vui rồi, tự tin rồi. Mình cũng có bạn bè, anh chị lại tới đây vui. Không có nói chữ nghèo nữa. Nếu mà nói nghèo thì mấy anh chị em không có lợi chơi với anh đâu. Thiệt, đúng không?
quá cao quý. À, quan trọng với anh vui vẻ, ai cũng thích hết trơn rồi, lợi lợi mà không vui vẻ người ta không có lợi nữa. Vui vẻ đẹp đẽ. À, ngoài quan trọng anh Nga nói đúng rồi đó, mà sạch sẽ nữa. Lợi thấy ông sạch là người ta đi lại lần, tôi sợ không dám lại nữa. Vui vẻ sạch sẽ là anh chị em lại hoài luôn. Tại vì rất là nhiều cô chú, mấy anh, mấy chị, các em ở trên mạng á muốn em là lúc nào cũng sạch sẽ, đó thì cái chuyện tốt đẹp nó sẽ đến nữa. Đúng rồi. Nên mình phải ở sạch. Mà em báo cáo, tại hồi mấy đợt trước là chưa dọn dẹp ra, em nghĩ theo gương bác phải xả thân gì nước hết mình gì dân, không có lo cho thân mình, cho nên là em bỏ giải vậy đó. Chỉ lo cho xã hội thôi. Bây giờ là mình suy nghĩ lại phải không? Đúng rồi. Từ lúc mà có một người bạn gái xuống dọn dẹp cho mình là mình nghĩ lại phải không? Đúng rồi. Là mình phải sạch sẽ đúng không? Cũng mình sạch sẽ mình mới có được bạn gái. Mà em nghĩ hả, giờ xã thân gì nước không lo cho xã thân gì mình. Bây giờ giờ giá gì mà có cô đó, cô Linh, cô dọn dẹp thì phải làm theo nốt cổ. Phải cho sạch sẽ gì hoài. Cô Thi. Đó, phải lên dọn dẹp. Đối với em thì kêu là Thi, nhưng mà Chí là kêu Cô Tiên. Cô Tiên. Đúng rồi, Cô Tiên Giang Trần. Cô Tiên Giang Trần. Cô quá tốt, dọn tới tối luôn mà. Em cũng nể chuyện nữa. Em không có khả năng nổi làm nổi vậy đâu nha. Đúng rồi. Còn có một cái tấm lòng vĩ đại lắm luôn á. Thì bây giờ anh mới cho là cô Tiên dán chằng đây này. Thôi cũng may mắn nha, vì anh cũng thấy đấy đó là cái niềm vui. Đúng rồi. Cũng có một cái cô Tiên mà người ta tới, người ta lo vậy là mình quá mừng rồi. Không cảm thấy mặc cảm gì nghèo gì trơn, nó quan trọng những lời thành theo cô Tiên đó. Sạch sẽ là mai mốt là có rất là nhiều người tới luôn á. Cảm ơn. Thôi có mời mấy anh em vô ăn cơm đi. Rồi mời anh em ha. Vô đi anh em ơi. Ăn cơm đi chứ để. Ngồi anh đây. Ngồi hết trơn hết ngon. Rồi, vô đi. Dính nữa là chỉ ra đường, hành hạ chỉ ra đường nữa. Không, mấy anh em lên đây cái vui gì hoài đi. Mấy anh em lâu lắm mới có cơ hội gặp vậy nè. Đúng rồi. Cũng thương em á. Chứ không thương em là không